Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về game MMORPG được mong đợi nhất, hiện tại cũng đã nóng bỏng thượng tuyến, Sơn Hải Kinh. Trò chơi lấy cảm hứng từ văn hóa Sơn Hải Kinh 5.000 năm của Trung Quốc. Hàng trăm quái vật trong game, có nhiều cách phối hợp và chơi. Người chơi bắt đầu một quả trứng, con quái vật nào mở ra, toàn châu Âu. Chân thực khôi phục lại cảnh sinh hoạt dị thú trong Sơn Hải Kinh.